Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Và trong clip ngày hôm nay, Việt Vinh giới thiệu đến anh em một chiếc âm ly của hãng Pioneer. Model của nó là SA60. Và đây là một chiếc âm ly dòng xuất âm tụ. Nó chạy 4 sò sắt Toshiba chữ đỏ. Dòng Pioneer này nó đủ tiêu chí nghe và nhìn. Chiếc âm ly Pioneer SA60 này nó được sản xuất năm 1971 và trải qua đúng nửa thế kỷ, tức là khoảng tầm 50 năm rồi, nhưng vẫn nguyên zin và đẹp. Nội thất sexy của chiếc âm ly Pioneer SA60 này nó vẫn còn rất là đẹp, vẫn còn 7 màu và vỏ gỗ thì vẫn còn zin theo máy. Chiếc âm ly này nó chạy 4 sò sắt Toshiba chữ đỏ và đánh được loa 4 đến 16 ohm, tức là trở kháng nó tự động đánh loa 4 đến 16 ohm. Và chiếc âm ly này đánh được chế độ A, B và A cộng B, tức là đánh được một lúc 4 loa. Và đặc biệt là chiếc âm ly Pioneer SA60 này nó rất là dễ ghép loa, nhất là dòng loa cổ. Và hiện tại thì Việt Vinh đang ghép chiếc âm ly Pioneer SA60 này với cặp loa cổ KLH của Mỹ. Công suất âm ly thích hợp đánh những cặp loa có công suất là 100W trở xuống và có trở kháng 4 ohm, và loa 70W thì có trở kháng là 8 ohm. Và công suất đầu ra khi đánh loa chế độ 4 ohm là 31W một kênh và 25W một kênh khi đánh loa chế độ 8 ohm. Khi mà đánh cả hai kênh AB, tức là đánh một lúc A cộng B, thì nó sẽ đánh là 20W một kênh ở chế độ 4 ohm và 19W một kênh ở chế độ 8 ohm. Và chiếc âm ly này tiêu thụ điện rất là ít, khoảng từ 50W và tối đa lên là 145W. Và kích thước bên ngoài của chiếc âm ly Pioneer SA60 này là rộng là 43 size tiêu chuẩn và cao là 14,5cm và sâu là 33,7cm. Dòng âm ly Pioneer SA60 này thì là bass mạnh, giải trên ngọt. Âm chính nó là âm thanh đặc trưng của dòng âm ly xuất âm tụ của Pioneer SA60. Và bây giờ xin mời anh em xem qua nội thất của chiếc âm ly Pioneer SA60 này. Sau đó thì chúng ta sẽ nghe qua một bài hát. Đây là mặt ngoài của chiếc âm ly Pioneer SA60. Mặt của nó là mặt phay nhôm xước anh em nhé. Màu vàng chanh rất là đẹp đúng không anh em? Rất là đẹp. Núm của nó là bọc đồng. Đây, những cái núm này của nó bọc đồng anh em nhìn này. Chiếc âm ly này rất là đẹp anh em ạ. Rất là đẹp, rất là mới. Mọi chức năng hoạt hảo, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Anh em thấy nó đẹp không? Rất là đẹp đúng không? Đây là vỏ gỗ của nó. Việt Vinh sẽ cho anh em xem cái mặt sau của nó. Nó vẫn còn một cái tem Pioneer SA60 và số series. Đây là mã vạch. Khi mà chiếc âm ly này được giao bán ở bên Nhật thì đây là mã vạch của bên Nhật. A này, B này. Dây này vẫn dây zin của nó anh em nhé, vẫn dây zin của nó nhé. Dây zin của nó màu nâu anh em ạ. Vẫn dây zin của nó nhé. Dây rất là mới. Để tránh mất thời gian của anh em thì Việt Vinh đã mở sẵn chiếc âm ly Pioneer SA60 cho anh em xem qua cái phần nội thất của nó. Và đây là cái ốc của chiếc âm ly Pioneer SA60. Ốc của nó vẫn còn zin nguyên bản. Và đây là phần nội thất của nó. Những cái này đều là nó bọc ở ngoài hết rồi. Nó chạy 4 sò Toshiba. Tụ này là tụ ENA.
Khi mà mở cái hộp này ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy bốn con sò Toshiba của nó. Và đây là cái hộp mở ra thì chúng ta sẽ nhìn các chữ app ở cái phần này. Cũng rất đơn giản thôi. Và bây giờ xin mời tất cả anh em lắng nghe qua chất âm của chiếc Amply Pioneer SA60 này khi mà Việt Vinh ghép cùng cặp loa cổ KLH của Mỹ. Anh em vừa nghe qua chất âm của chiếc Amply Pioneer SA60 khi mà Việt Vinh ghép cùng cặp loa KLH của Mỹ. Và chiếc Amply này bên Việt Vinh đã cân nhắc giá bán cho anh em chơi, đó là với giá 3.200.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929, Việt Vinh sẽ ship cho anh em. Còn bây giờ, Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Sáng ơi, sáng ngời thêm.